Chào bạn, mình tên là Đức Thảo và mình đến từ Vĩnh Phúc. Mình có quen bạn Nghĩa, tức là giảng viên đào tạo ở Tizilo, và cũng biết đến cái khoa học của bên Tizilo cũng khá là lâu rồi. Bây giờ mình có điều kiện để mình đi học. Thực ra thì đến với khóa học BOOM 17 của Tizilo thì mình khá là hài lòng với lại các kiến thức mà mình nhận được. Ở đây thì mình được thầy Nghĩa cũng như là mọi người chỉ bảo rất là nhiệt tình, được tức là soạn thảo giáo trình và tổ hợp lại những kiến thức mà mình cần học. Đến với Tizilo thì mình có hai điều yêu thích. Thì thứ nhất là ở đây thì một mình thấy mọi người khá là gần gũi, hòa đồng, đó cũng là một cái môi trường phát triển tốt cho mọi người. Và hai nữa là ngoài cái vấn đề học tập ra thì thầy còn tổ chức cho các học viên các buổi ngoại khóa thực hành trên lĩnh vực kể cả chụp và Photoshop. Trải nghiệm đáng nhớ nhất thì mình nghĩ là ở đây thì mọi người khá là gần gũi, coi nhau như là anh em. Ngoài ra thì trong vấn đề mà chỉ bảo thì mọi người luôn luôn là hỗ trợ nhau tối đa. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Hồng Hồng Nghĩa và toàn thể anh em BOOM 17 với lời tức là lời chúc là sức khỏe mọi người thật tốt, và sau khóa học thì mọi người phát triển tối đa những cái kiến thức mà thầy đã tổ hợp cho mọi người. Cảm ơn.